Trước mắt các bác và anh chị em, anh Nguyễn đang trình diễn và tiết trơm cỏ cặp loa cao cấp đến từ hãng JBL có một tên là BRX725, một dòng loa full kép và kép leo, cho tất cả leo nhá. Cái này nó là dòng liên công suất, không vậy nào nó rất hay luôn, hát bằng nhạc đẳng cấp luôn, chỉ cần nhạc và viên là chạy thôi. Tất cả là cân chỉnh đã được kỹ sư của Mỹ làm rồi, thì rất êm sạch và trong veo, ép lẩy lời rõ đúng êm, nghe được đa dạng các dòng nhạc nhá, hát đỉnh cao luôn. Em làm gì giờ quên hết những lời thề xưa, đành sao hỡi em tách bến sang bờ, gương nước chưa phải mờ, mình chung bóng những ngày bên nhau, thề nước mai sau mình nên duyên nên nợ, nên vợ nên chồng anh sẽ là thùng nó đẹp, rộng 54 sâu, rộng 45 sâu 54 cao 1m07, rất hòa anh em luôn, đẹp mỹ mong ngồi luôn nha. Đây, em đang chạy đồng lập nhá, từ TV xuống đây. Đây, BRX725 công suất liền nhá, cái này loa stereo nhá, stereo các em, em có thể cắm mic alo được, anh em mà chơi ngoài trời được. Đây, nghe nhạc vàng mua mic thì đúng rồi, hết điểm luôn. Giá em đang bán là 60 triệu nhá. Bây giờ phần 2 em quay lại thất, anh em ngắm gì. Hay quá. Hello các bác và anh em nhá. Chào mừng các bác và anh em. Anh Nguyễn đang giới thiệu về một cặp loa đỉnh cao đến từ Mỹ. Thì dòng này có model như sau: PRX725. Một dòng loa sở hữu 2 bát 40 và một tép kèn trên thùng. Tất cả leo hết nhé. Dòng này nó là leo anh răng, cho nên rất là độc lạ. Hơn nữa dòng loa này là dòng loa active liền công suất, các bác chỉ cần cắm điện cắm nhạc là chạy thôi. Tức là được các ông kỹ sư Mỹ đã tính toán hết rồi, từ đáp tuyến giải tần rồi chất âm mọi thứ các ông tính hết rồi, chỉ lắp cho bác một cái nút to nhỏ đây để vặn lên bạn xuống để nghe thôi. Còn tất cả vấn đề về giải tần là ngon hết rồi. Dòng loa này có thể chơi được tất cả dòng nhạc như là sàn với Zimix, Bonizo, trữ tình, con thọ, giao hưởng được hết. Và hát thì đúng không còn gì để nói rồi. Về thiết kế nó thì quá đẹp, anh em nhìn đây. Thùng gỗ nó chắc như cái dòng SX825 ấy. Nó chắc vậy nhá. Cực chắc luôn, sơn sần nhựa cát. Rộng 45, sâu 54, cao 1m07. Vô cùng hợp lý. Rộng 45 ấy rồi đúng không? Sâu 54 và cao 1m07. Nó hoàn toàn quá đẹp. Cái này cái loa này bao nhiêu là mới tầm 99.9%. Đấy, mới cõng cộng luôn. Và từ những cái sách này. Quá chắc đúng không ạ? Đấy, thùng thành đẹp quá nhá, tất cả đẹp. Đây là cái bo mạch của nó. Và con này nó hay cái nào cái lưới nó bo hai bên. Đấy, tem đen nó nhá. Đây là cái vỉ công suất này. Đấy, tức là cái này có hai kênh, cái dòng loa Sitten nhá. Yêu ơi, BRX725 này. Đây là công tắc này, công tắc đèn này. Đây là EQ này. Đấy, to nhỏ kênh 1, to nhỏ kênh 2. Nếu bác gạt này về cái chế độ kênh 1 này, thì bác chỉnh cái này ăn này. Bác để giữa này thì bác chơi cả hai kênh luôn. Thì có thể cắm mic vào đây. Alo, tiếng khô quá nhá. Cắm nhạc vào đây. Đấy, còn nếu để này thì đánh kênh 2. Đấy, nó có nút gạt này. Switch, select, chọn này. Kênh 1 này. Để giữa chơi cả hai kênh này. Đấy. Gạt bên này là kênh 2 này. Thì cái nút này sẽ điều chỉnh này. Gạt bên này nút này điều chỉnh này. Đấy, kênh 1 bác nhá. Gặp này kênh 2 này. Đấy, cái này anh em cắm mic đây, alo chứ mic khô thôi. Hỗ trợ cho anh em cả cái rắc kho sen nữa đây. Rắc vào đây. Rắc ra thôi nhá. Rất chuyên nghiệp luôn. Đấy. Chạy điện áp là 220V. Đấy, con này nó sản xuất lắp ráp tại Mexico. Nói chung dòng này thì xịn sò rồi các bạn. Không phải nghĩ gì rồi. Nó quá đẹp đẽ. Quá
quá chuyên nghiệp luôn. Đấy. Đồng loa có thể nói là active nhá. Phần trần có sẵn này. Và một cái bạch điện ở trong đó nhá. Rồi về các driver thì cũng tiếp leo, con này leo nhá. Mã là 2408H. Này. Sản xuất lắp ráp tại Mexico, zin đẹp mới 99%. Anh em xem này. Nó quá chất lừ luôn. Và những cái củ bát thì bác biết là em đã bán dòng như là súp, em nhớ em bán cái đời mà 718XNS ấy. Củ bát nó cũng kiểu này. Tức là nó là gọi là từ nó kiểu nó thiết kế kiểu anh răng này. Đúng không? Như cái kiểu cái đặt của điện thoại ấy, của TV ấy, máy tính đấy. Con này leo quá nhá. Mã bát là 275G. Sản xuất nó là Mexico. Phần chất xin này. Mới cống cộng. Đúng không? Mới cống cộng quá nhá. Đấy. Mới cống cộng cộng luôn. Đẹp không tì vết. Nói chung cái dòng này bác biết rồi, đẹp không tì vết luôn. Mảng miệng của nó thì không chê luôn. Màu đen, gân độ tầm dầu 3 sóng quá nhá. Gân độ tầm dầu 3 sóng. Đẹp lắm anh em ạ. Sắc sảo luôn. Zin tuyệt đối anh em nhá. Thì với cặp loa liền công suất thế này, ví dụ em bán cái dòng loa như S SRX 725 ấy, full kép thì giá tầm 66 triệu. Đấy đúng không? Nhưng con này thì 725 BX thì em cung cấp giá là 60 triệu anh em nhá. Một cặp loa như này. Đấy, xịn sò luôn. Có đáy rồi. À xong rồi, hát có đáy rồi. Thì là 60 triệu. Anh em mà cần bổ sung như hát hòa mà có thể ghép thêm con vang đúng không? Còn linh quần để mic này. Đấy. Thích thì lắp cái lưng tiếng nữa thì đâu đó tầm hơn chục triệu thôi. Thì anh em cần mang số đấy. Vang cơ tùy anh em nhá. Một cái linh quần, một cái quần linh quần này, một cái mic thì bên em sẽ đấu dây dài cho bác 5 mét, tức là tín hiệu ấy để hai bên hệ thống máy ở giữa này. Tắt quần linh quần phát xong ngay, tức là rất tiện luôn bác nhá. Ổ điện để dài ra, chỉ cần ấn quần linh quần là tắt, bật nên là bật thôi. À, bật nên là hát thôi. Đấy. Bao nhu cầu về bộ hát thế này alo cho em. Thì với dòng loa này các có thể không có súp bác nhá, rất hay luôn. Cực kỳ hay luôn đấy. Đấy. Mọi tin mua sắm phối ghép các bạn liên hệ em số thoại 0936 583 110. Em giao hàng toàn quốc nhá, có nhu cầu chuyển khoản em 2 triệu nhá. Đó là Actis thì công suất cực hay luôn. Phê loài anh em nhá. Anh chào bác nhá.